Hello bà con, nay về cái VK3 thì cái này giao cho người em bên của chín. Đây tắt nguồn này, em tắt nguồn này em bấm lại để đào anh chị cho người em nó cách sử dụng. Thì cái đàn này thực ra là nó có rất nhiều video trên YouTube rồi, nhưng mà chỉ cho em trực tiếp đây. À, nếu mà em không nhớ em cứ vào em xem hướng dẫn cái Roland VK3 trên YouTube nha. Anh ấy nói từ bên trái qua bên phải. Cái cần này lúc nãy anh nói với em là chơi tranh cháo bầu này. Đó, nó mèo mèo tiếng này. Đây là volume đang nhỏ này. Còn ở đây ví dụ như điệu như thế này đúng không? Nhỏ điệu lại. Đó, nó sẽ to tiếng này. Còn ngược lại. Đó, mình phải nói từ bên trái qua phải cho người ta hiểu. Thêm volume to nhỏ em biết rồi. Cái đàn này khá đơn giản thôi. Cái fill in này là khi mà nó lỡ tát á thì bật lên giùm anh. Nhiều khi đó mình bỏ tay vô tát này. Tại sao lại như thế? Tại sao lại cần cái fill in đó? Anh giải thích luôn. Tại vì nếu mà em không có cái fill in đó mà chơi ví dụ như điệu cha cha hay là cái điệu gì, bất cứ một cái điệu gì nó không ra. Đấy, ví dụ đây ha. Đó. Nó có này, thấy không? Giờ mình tắt đi nó không có này. Có không? Nó không có tông. Nhớ nha. Đó, mình phải nói cho ta biết, đó là những cái điều cơ bản thôi. Rồi bây giờ lấy điệu anh chị em luôn, lấy điệu nhấn vào USB memory. Đúng rồi. Nó sẽ ra như thế này. Ví dụ như bây giờ em chọn Maridom, em kéo xuống Enter vô đây. Đó, em lấy Polaroid giùm anh đi, kéo xuống này đúng rồi. Dừng lại đúng rồi, Enter vô. Rồi, đó Rumba hả? Đó giờ có chọn INC này ha. Đó, muốn chọn thì cứ xuống, chọn ba lá chân ca thử coi. Đó, đúng rồi, Enter vô. Rồi, thế thôi. Hoặc là chọn thẳng luôn ha. Như thế này, cho nhanh nha. Rồi, ok giờ thấy không? Rồi bây giờ bảo à, thế bây giờ em muốn lấy tiếng thì lấy ở đâu? À, ví dụ như đó, đấy, ví dụ vậy, Polaroid chẳng hạn đó. Em lấy muốn tiếng tranh cháo bầu thì lấy đâu? Dễ lắm, nhấn lít này. Đó, thì YouTube thì em có xem rồi, đúng rồi. Đó, rồi nhấn cộng xuống đây. Ví dụ như là VK9 chẳng hạn này. Đó ha, VK9 này ha, mình chọn cái VK9, Enter vô. Đó, rồi nhấn cái này 2 giây. Đó, nhấn giữ lại 2 giây này, nhấn giữ lại 1, 2, rồi đó. Thì nó sẽ có như thế này. Nhấn đây là tiến này, số này là số 5 mà tiến, nhấn đi. Đó, ví dụ mình muốn chọn tiếng guitar hay là gì đó. Ví dụ chọn guitar chẳng hạn, string chẳng hạn. String là nhấn số 3. Đó. Đó. Tiếng kèn là nhấn số 2. Đó ạ. Đó. Saxophone. Đó. Bây giờ bảo em không thích cái băng này, em muốn tiến thì sao? Số 5 là tiến đi. Đó. Ồ bây giờ lỡ rồi em muốn quay lại thì sao? Nhấn số 0, quay lại cái bàn hồi nãy. Đó. Rồi em muốn quay lại nữa thì cứ nhấn số 0 đến nó về từ đầu luôn. Dễ chưa? Yeah. Rồi bốn cái fill này hay lắm. Bốn cái fill này đây. Đó, bấm thứ 2 đi. Bấm thứ 2. Nó tăng hơn đúng rồi. Thứ 3 nó tăng nữa. Đó, nó dồn dập hơn mà, điệp khúc mà. Đó. Đó. Thế tốc độ ở đâu? Tốc độ ở đây. Tăng đi rồi. Có một cái nữa gọi là transport thì nó nằm ở đây này. Đấy, transport ở đây. Nó tăng âm này. Tăng âm cao lên này. Mình tăng ví dụ mình lấy cái tiếng string này ha. Tăng cao lên. Vậy thôi. Reset là nhấn hai cái lúc. Nhấn cái key này xong nhấn hai cái lúc. Nó chỉ có vậy thôi, nó đơn giản thôi. Thực ra nó rất đơn giản. Nha. Rất đơn giản, tắt nguồn thì thỏ tay ra sau này hoặc là cái đàn này nó có cái thời gian hẹn giờ. Nếu em mà dạng như em không ấy thì tự hẹn giờ 30 phút nó tắt. Đó, đàn nhỏ nhưng mà khá là thông minh. Đó, vậy đó. Đó, vậy thôi. Em bây giờ thao tác, lấy giùm anh một cái điệu bolero ấy. Anh để về, đúng rồi, biết sao mà, tại vì mình phải dạy ta biết để ta về ta có cái thời gian. Người ta vọc vạch, người ta đỡ nản. À, đúng rồi đó. Đó. Lanh là lanh như vậy đó. Như vậy. Rồi tại rồi đó. Gì thôi. Rồi lấy tiếng như thế nào? Nhấn lít. Đây. Đúng rồi lít. Nhấn lít này. Đây đúng rồi. Chọn đại cái version ca BK5 gì đó đi. Rồi enter cho. Rồi nhấn cái này 2 giây. Giữ cái number 2 giây. Đó. Nãy nhảy chưa? Hồi nãy đâu nhảy đâu. Tranh đó. Vậy xong. Dí. Đánh. Xong rồi đó. Rồi. Tăng tốc độ giảm tốc độ ở đây ha. Nếu mà nó nhanh quá giảm chậm xuống là mình sẽ đặt
dễ đúng không? Dạ. Nếu giờ là việc tiếp theo của mình là có ông thầy dạy cho mình biết đàn thì ông thầy YouTube là cũng được, nhưng mà thầy có ông thầy thực tế ngoài đời chỉ cho em khoảng vài ba tháng rồi em xem một cái ông thầy YouTube cũng được, chứ không cần phải đi nhiều. Nhưng mà vấn đề cơ bản là phải có người cầm tay chỉ việc trước cái đó. Rồi, ok, anh em subscribe kênh, nếu mà lần đầu thì ghé lên thôi. Cảm ơn em.